Cuộc La Cà tháng 3 năm 2021. Chương 1. Cung đường Thùy Dương Cát Trắng và đường Trường Sơn Đông. Về Diên Khánh Nha Trang lần này, chúng tôi lại có duyên khi được quý nhân phò trợ nên lại thêm được một lần lên đỉnh Hòn Bà. Nằm ở phía tây nam thành phố Nha Trang, xa chừng hơn 50 cây số đường, trong đó có 32 cây số đường đèo núi từ hồ Suối Dầu, thì ta sẽ đến khu tưởng niệm của bác sĩ Alexandre Yaxa. Sinh ngày 22 tháng 9 năm 1863, Alexandre Emily Jean Jacques là nhà bác sĩ y khoa, nhà vi khuẩn học và là nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ. Ông được nhắc đến như là người đồng phát hiện ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch, sau này được đặt tên để dinh danh ông. Ông cũng là người khám phá ra cao nguyên Lâm Viên và vạch một con đường bộ từ Trung Kỳ sang Cao Miên, cũng là người thành lập và là hiệu trưởng đầu tiên của trường y học Đông Dương, tiền thân của Đại học Y khoa Hà Nội. Ông được người dân xóm Cồn gọi bằng cái tên thân thuộc Thầy Năm. Ông mất ngày 1 tháng 3 năm 1943, hưởng thọ 80 tuổi tại nhà riêng ở Nha Trang. Ông để lại di chúc
Tôi muốn được chôn ở suối Dầu, hãy chôn tôi nằm úp xuống. Yêu cầu ông Bùi Quang Phương giữ tôi lại tại Nha Trang, đừng cho ai đem tôi đi nơi khác. Mọi tài sản còn lại xin tặng hết cho viện Pasteur Nha Trang và những người cộng sự lâu năm. Đám tang làm giản dị, không huy hoàng, không điếu văn. Ôi, một nhân cách giản dị mà vĩ đại vô cùng. Dù rất tôn trọng di nguyện của ông, tuy vậy rất đông người đã tìm đến để đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người dân xóm Cồn và Nha Trang đã than khóc và để tang ông. Đoàn người đưa tang dài đến hơn 3 cây số. Trích từ Wikipedia. Trong tâm thức và từ rất lâu, những gã lá cà đã thầm thần tượng ông Năm Dẹt Xe. Chúng tôi coi ông ngoài là vị thánh độ nhân, còn là ông tổ lá cà. Viếng nơi làm việc của ông Năm trên đỉnh Hòn Bà là một sự ngưỡng vọng của hậu nhân, của những tên vô công lấy việc la cà chỉ là thú rong chơi đối với một bậc thầy mà sự thám hiểm, dấn thân đã đem lại bao con đường, bao vùng đất tuyệt vời cho người dân Việt bây giờ và mãi mãi về sau. Dù là tâm linh hay do không gian đất trời kỳ tuyệt của khu bảo tồn Hòn Bà thì bao lần như mộng. Khi lên đến đó, tâm hồn bất kỳ ai cũng sẽ lâng lâng, tim phổi ai cũng sẽ căng tràn. Bao nhiêu khí phách, bao nhiêu năng lượng tưởng chừng như chỉ còn thoi thóp vì cuộc sống phù du dưới kia sẽ như được anh linh của ông Năm hộ trì tái nạp. Thắp một nén nhang, kiến một chung rượu trước bàn thờ bác sĩ Dạc Xa, cúi đầu tưởng niệm với tất cả tấm lòng tri ân chân thành, ta sẽ thấy mình vừa như nhỏ bé mà lại vừa như thêm một lần trưởng thành hơn trước, cả về thể chất và đặc biệt là về tinh thần dấn thân. Bao nhiêu vĩ nhân đã không còn thể xác ở quanh ta bây giờ, nhưng cũng chính tại đây, mãi mãi, những nhân cách, những tinh anh đó vẫn muôn năm tồn tại trong lòng những hậu nhân trọng nghĩa. Không còn cây lá ở trên đầu, không còn thùy dương dẫn trùng quang mây vắng. Trên đầu đề là những lời cảm thán của giáo sư triết học xứ Quảng, giáo sư Bùi Văn Nam Sơn, khi ông viết thư răng ông cháu trời thần Bùi Giác. Cớ sự thì là mà dù đang dạy học ở bên Đức, nhưng khi nghe ông cháu mình quá phóng túng hình hài, ngang tàn tính mệnh, nên dù nhỏ tuổi hơn, ông thuộc thế thứ 16 trong khi ông Bùi Thuyên, thân phụ trung niên thi sĩ Bùi Giác, thuộc thế thứ 17 trong tộc Bùi Vĩnh Trinh, Quảng Nam. Giáo sư Bùi Văn Nam Sơn với vai vế của mình đã có lòng vô cùng quan ngại nên có lời như trên. Sâu xa hơn, trong cái tâm tư đó, chừng như giáo sư Bùi Văn Nam Sơn trong tâm trạng của một người diễn xứ đã gửi một tấm lòng hoài lự về trời đất quê hương, trong tang thương dâu biển, rồi đây, cái vùng trời xanh cát trắng, biển rộng mấy ngàn của khúc ruột miền Trung, biết rồi liệu có còn xanh. Một ngày cuối xuân đầu hạ, bốn anh em la cà đã từ Sài Gòn ra Diên Khánh rồi Ninh Hòa, tiếp theo là quốc lộ 26 đèo Phượng Hoàng đến trung tâm thị trấn Mrak thì rẽ phải theo đường Trường Sơn Đông. Đường Trường Sơn Đông từ đây sẽ đưa ta qua một vùng bán sơn địa với những thảo nguyên mênh mông, một màu xanh ngút ngàn của những cánh đồng trồng mía, bắp và thuốc lá, những đàn bò nhởn nhơ, những đồng bào người Rakhlai, Ktu, Mơ Nông cần cù và tự do phóng khoáng như sông trôi, như mây bay. Chúng tôi dừng ăn trưa với bánh mì đem theo bên cầu sông Ba, con sông hiền hòa nối liền Phú Yên và cao nguyên Đắk Lắk được ấn chứng với câu ca dao dễ thương bất hủ: sông Ba chảy xuống Đà Rằng, ai thương Đắk Lắk cho bằng Phú Yên. Lại nôn nao lên đường vì trước mặt là đường Trường Sơn Đông với Aumpa, Ca Bang và cung đường ma mị nhất từ Ca Bang đi xã Hiếu. Sau khi hết hồn với các phi đạo giả chiến thì cung đường sẽ đưa ta qua khu bảo tồn Con Trăng. Suốt hơn 80 cây số đường, hai bên chỉ toàn là rừng và rừng, một màu rừng với chim ca ve hát, chỉ với một màu xanh ngắt. Cũng thầm mừng vì cái lo của giáo sư Nam Sơn cũng chưa đến nỗi.
Thank you.